Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 7 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi chiều ít Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng trong một cương chứng nhân, Hồng Thảo sẽ thuật lại lòng thư xót của Chúa dành cho người dân Kenya qua sự hiện diện của các tu sĩ dòng thánh Camilo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Thánh trình bày tin tức. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây. Ủy ban về công bằng xã hội và sinh thái của dòng tên kỷ niệm 50 năm. Cuộc viếng thăm của Đức Thiên Cha sẽ thúc đẩy việc truyền giáo giữa người dân Thái Lan. Các giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Adlimina. Phát biểu của Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa tại Liên Hiệp Quốc về chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh. Hội đồng giám mục thụy sĩ phản đối luật liên quan đến việc giúp đỡ người tị nạn. Roma Dòng tên kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban về công bằng xã hội và sinh thái bằng việc tổ chức một cuộc họp khoáng đại tại trụ sở của dòng ở Roma từ ngày 4 đến 8 tháng 11. Với hơn 200 tham dự viên đến từ 62 nước, gồm các tu sĩ dòng tên đang dẫn thân trong lĩnh vực tông đồ xã hội, các chuyên viên và những nhà hoạt động thăng tiến xã hội. Đặc biệt, trong phiên khai mạc, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Hồng Y Michael Chagny, Phó Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn, và Đức Hồng Y Barreto, Tổng giám mục Quan Cayo của Peru. Mục đích của hội nghị gồm những bước nhìn lại, phân tích hiện tại và lập kế hoạch tương lai. Chương trình làm việc ngày đầu tiên là nhìn lại những sáng kiến ban đầu từ năm 1969 của cha petro Arupe, tổng quyền dòng tên thời đó, với thanh lễ nhớ đến các vị tử đạo vì dấn thân cho công bằng xã hội. Có tổng cộng 57 tu dĩ dòng tên đã chết vì dấn thân xã hội trong 50 năm qua. Cha Javier giám đốc ủy ban, cho biết. Đây là dịp làm mới lại sức sống thiêng liêng của việc dân thần xã hội. Một số tham dự viên đến từ những môi trường đặc biệt khó khăn và phức tạp. Hội nghị dành hai ngày tiếp theo để phân tích những thách đố hiện tại và hai ngày cuối để lập kế hoạch cho hướng đi tương lai của công bằng xã hội và sinh thái. Đại diện Việt Nam, cô cha phêrô Trương Văn Phúc, dòng tên là người đã dẫn thân mạnh mẽ trong các chương trình thăng tiến xã hội và bác ái tại Việt Nam, đặc biệt cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Xavier trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma cho biết, trong khi xã hội đối xử với người nghèo như những người phải xấu hổ, nhưng ngược lại, sự nghèo đói mới là điều đáng xấu hổ, nó phải bị xóa bỏ, sự bất bình đẳng phải bị lên án nhiều hơn, cũng tương tự việc một số ít người thu vén thật nhiều của cải cho riêng mình. Ngày áp cuối của hội nghị, Đức Thánh Trà Francisco sẽ có một buổi tiếp kiến các tham dự viên. Bangkok Chuyến viếng thăm Thái Lan sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco là cơ hội để cho giáo hội địa phương tạ ơn Chúa về những hoạt động truyền giáo đầu tiên. Đồng thời, nó cũng đánh thức ơn gọi loan báo tin mừng và từ đó khuyến khích tín hữu công giáo theo gương của các nhà truyền giáo. Đó là nhận định của Đức Tổng giám mục Pol Sang In Nam, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Myanmar và Campuchia và cũng là đại diện thông tòa tại Lào. Đức Cha Sang cũng chia sẻ, đã từ nhiều năm, hội đồng giám mục Thái Lan ao ước mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Năm nay, mong ước của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Theo Đức Cha Soan, bầu khí tại Thái Lan những ngày này rất tích cực. Người dân Thái Lan hồ hởi với cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Khác với cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng John Paul II vào năm 1984, khi đó đã gặp phải sự chống đối của các nhóm Phật giáo cực đoan. Còn lần này, tin tức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco không gặp phản ứng tiêu cực nào. Đức Cha Xoan nói, Giờ đây, Đức Thánh Cha Francisco không chỉ được xem như là vị lãnh đạo của giáo hội công giáo, nhưng còn là một lãnh đạo tinh thần cho toàn thể nhân loại. Người Thái chờ đợi rất nhiều. Nhiều người hy vọng Ngài mang đến cho Vương quốc Thái Lan sứ điệp hòa bình, lòng thương xót và hòa hợp năm 2019 là năm đáng ghi nhớ của 390.000 tín hữu công giáo Thái Lan, một cộng đồng bé nhỏ chiếm chỉ 0,58% dân số. Với việc kỷ niệm 350 năm thành lập hạt đại diện tông tòa Simla, Tại đất nước Phật giáo chiếm 90% dân số, việc đối thoại liên tôn là một trong những biên cương truyền giáo chính yếu của người công giáo. Đức Cha Sang cho biết, giáo hội địa phương luôn dấn thân, các tương quan giữa Công giáo và Phật giáo được diễn ra trong sự tôn trọng lẫn nhau. Đức Cha hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng cố việc đối thoại liên tôn. Vatican trong thời gian từ ngày 7 tháng 11 hôm nay đến ngày 13 tháng 2 sắp tới, mọi giám mục điều hành các giáo phận ở Hoa Kỳ sẽ về Roma để gặp Đức Thánh Cha Francisco và đánh giá tình hình giáo hội tại Hoa Kỳ tham viếng Ad Limina là một cuộc gặp gỡ bắt buộc của các giám mục giáo phận với Đức Thánh Cha để báo cáo về tình hình của giáo phận mình. Chuyến viếng thăm Ad Limina này là lần đầu tiên các giám mục Hoa Kỳ gặp Đức Thánh Cha Francisco. Lần cuối cùng các ngài thăm Ad Limina là vào năm 2011-2012 dưới thời Đức Giáo hoàng Biển Đức. Từ đó đến nay đã có quá nhiều thay đổi tại Hoa Kỳ từ việc Toán tối cao quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm 2015 đến căng thẳng cao độ về vấn đề di dân dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bộ khí công giáo ở Hoa Kỳ cũng có những biến đổi đáng kể từ cuộc viếng thăm của Đức Thính Cha Francisco vào mùa thu năm 2015. Trong hai năm cuối, tín hữu công giáo Hoa Kỳ bị trao đảo bởi sự căng đan liên quan đến cựu hồng y Mac Carrick, bởi bản tương trình của bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania, bởi những lá thư của Đức Tổng giám mục Carlo Vigano bởi lạm dụng tài chính của đức cha Michael Bransfield và kết quả là cuộc khủng hoảng mất tín nhiệm vào sự lãnh đạo của các giám mục. Các giáo mục Hoa Kỳ sẽ chia thành 15 nhóm, tương ứng với 14 miền theo nghi lễ Latin và một miền theo nghi lễ Đông Phương. Nhóm đầu tiên về Roma thuộc các giáo phận miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ gặp Đức Thánh Cha vào ngày mùng 7 tháng 11 hôm nay. Các giám mục này đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Cả hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Leonard Blair của giáo phận Hartford nói, Hôm nay, tất cả chúng ta cảm thấy rất sâu sắc sức nặng của tội lỗi con người, của sự bất trung, của các vụ bê bối và tội lỗi đè nặng lên giáo hội. New York Hôm 4 tháng 11, Đức Tổng giám mục Bernadito Ausa, Sứ thần Tòa Thánh và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Trước hết, Đức Tổng giám mục Aosa đưa ra những nhận định về Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mà năm tới sẽ kỷ niệm 20 năm ban hành. Đức Tổng giám mục nói, Nhìn chung, trong những năm qua, Nghị quyết đã được thực hiện tương đối tốt. Tiếng nói của phụ nữ ngày càng được lắng nghe và ở nhiều nơi, nhiều không gian đã được dành cho sự đóng góp đặc biệt của họ trong việc theo đuổi hòa bình và hòa giải tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm để gia tăng sự hiện diện của phụ nữ trong những lãnh vực quan trọng này tức tổng giám mục nhấn mạnh đặc biệt đến các cuộc xung đột nơi mà phụ nữ những người ít khi là nguyên nhân hoặc thủ phạm của bạo lực lại thường là những người đầu tiên trở thành nạn nhân họ phải gánh chịu những tác động tiêu cực của xung đột như phải ra đi không có các dịch vụ thiết yếu ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của họ Họ còn thường xuyên bị loại ra ngoài các cuộc trò chuyện và chương trình trong việc tìm các giải pháp phục vụ cho sự nghiệp hòa bình lâu dài. Tiếp đến, Đức tổng chức một đề cao vai trò của phụ nữ trong các cuộc xung đột. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được quên rằng phụ nữ không chỉ là nạn nhân. Phụ nữ cũng có một vai trò thiết yếu và không thể thay thế là nhân vật chính trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở cấp cơ sở, đặc biệt là trong gia đình và cộng đồng địa phương. Trực giác nữ tính độc đáo của họ trong các hoàn cảnh khó khăn làm cho họ có khả năng bày tỏ mối quan tâm và nguyện vọng của những cộng đồng theo cách bổ túc và cải thiện những đóng góp của nam giới. Như thế, cần phải tạo điều kiện cho phụ nữ hiện diện trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định gần đây nếu chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của tương lai, nếu chúng ta mơ ước về một nền hòa bình trong tương lai, thì chúng ta cần dành không gian cho phụ nữ. Thụy Sĩ Hội đồng giám mục Thụy Sĩ ủng hộ sáng kiến của Quốc hội về việc chấm dứt áp dụng hình phạt, sớm được Quốc hội Liên bang xem xét. Các giám mục lo lắng về sự gia tăng truy tố hình sự đối với những ai giúp đỡ những người có nhu cầu, đặc biệt trợ giúp những người xin tị nạn bị từ chối tại Thụy Sĩ, trong những năm gần đây, chính sách cứng rắn liên quan đến luật cư trú đã làm cho ngày càng nhiều người xin tị nạn và người tị nạn gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền từ chối tiếp nhận hay tạo cơ hội hội nhập vào thị trường lao động và cung cấp cho họ một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Theo khoản 116 của luật quy định về người nước ngoài và việc hội nhập, thì bất kỳ ai khuyến khích việc ở lại bất hợp pháp của người nước ngoài đều có thể bị truy tố. Chính vì thế, Gần đây, nhiều người đã bị kết án vì đã bảo vệ và hỗ trợ cho những người có nhu cầu, bất kể tình trạng cư trú hợp pháp hay bất hợp pháp của họ. Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nói, Sứ vụ nền tảng của giáo hội là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trong trường hợp khẩn cấp này, giáo hội là một nơi đón tiếp quan trọng. Tuyên bố cũng lưu ý, gần đây, có những người đơn giản chỉ trợ giúp những người nước ngoài, giúp họ có chỗ ở đã phải chịu hậu quả pháp lý. Trường hợp được biết đến nhiều nhất đó là mục sư Nobel Vale, đã bị thẩm phán bang Nusetel kết án vào tháng 8 năm 2018 vì đã tạo điều kiện chỗ ở cho một người xin tị nạn bị từ chối. Các giám mục nói, việc thực hành tị nạn trong giáo hội đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ, cho thấy sứ mạng của giáo hội không giới hạn trong việc tuân thủ pháp luật một cách mù quáng. Sứ mạng của giáo hội là đi cùng với người nghèo, người tị nạn và những người bị loại trừ và che chở cho những người vô gia cư bất kể tình trạng của họ. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng Đức Thánh Cha Francisco nói Bắt cầu đối thoại với những người không cùng niềm tin tôn giáo Kính thưa quý thính giả Dù thời tiết Roma trong những ngày này có mưa giông và thay đổi thất thường Nhưng đã có hơn 20.000 tín hữu tham dự buổi ít kiến chung với Đức Thánh Cha Francisco vào sáng thứ Tư mùng 6 tháng 11. Mở đầu buổi tiếp kiến, Cộng đoàn nghe đọc đoạn sách công vụ tôn đồ chương 17 câu 22 đến 23, thuật lại việc Thánh Phaolô đến thành phố Athena, đứng giữa hội đồng Areopago và nói cho người dân thành này biết vị thần vô danh mà họ đang thờ là ai. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích về cách Thánh Phaolô tiếp cận với người dân ngoại bằng cách bắt những cây cầu gặp gỡ và đối thoại. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mở lòng ra như Thánh Tông Đồ, gặp gỡ với các nền văn hóa, gặp gỡ với những người không có đức tin và với những người có đức tin khác với chúng ta. Đức Thánh Cha mở đầu bài giáo lý bằng việc nhắc lại bối cảnh đưa Thánh Phaolô đến thành Athena và giáo huấn về Chúa Kitô, vị thần vô danh mà người Athena đang thờ nhưng lại không biết. Đức Thánh Cha nói: Chúng ta hãy tiếp tục hành trình của chúng ta với sách công vụ tông đồ. Sau các thử thách ở Philippe, Thessalonica và Berea, Phaolô đến Athena, ngày chính ở trung tâm của Hy Lạp. Thành phố này, dù đang sống dưới bóng của vinh quang cổ xưa và bất chấp sự xa sút về chính trị, vẫn còn đang gìn giữ sự ưu việt của văn hóa. Tại đây, Thánh Tông Đồ nổi giận vì thấy thành phố nhan nhãn những tượng thần. Tuy nhiên, sự gặp gỡ với ngoại giáo không khiến Phaolô bỏ chạy, nhưng ngược lại, thúc đẩy Ngài bắt một cây cầu đối thoại với nền văn hóa đó. Đức Thánh Cha giải thích cách làm của Phaolô. Phaolô chọn làm quen với thành phố và như thế bắt đầu đến những nơi và gặp những người quan trọng nhất ngày vào hội đường biểu tượng của đời sống đức tin ngày đến quảng trường biểu tượng của đời sống chính trị và văn hóa ngày gặp gỡ người do thái các triết gia thuộc các trường phái khoái lạc và khắc kỷ và nhiều người khác nữa ngày gặp gỡ mọi người chứ không khép kín bằng cách đó pha quan sát nền văn hóa và bầu khí của athena bắt đầu từ một ánh nhìn chiêm niệm và từ đó khám phá Thiên Chúa hiện diện trong các ngôi nhà của họ, trên đường phố của họ, tại các quảng trường của họ. Phaolô không nhìn thành phố Athena và thế giới dân ngoại với sự thù địch, nhưng bằng con mắt đức tin. Và điều này khiến chúng ta đặt câu hỏi về cách chúng ta nhìn các thành phố. Chúng ta có quan sát chúng với sự thờ ơ, với sự khinh khi, hay với đức tin nhận ra những con cái chúa giữa đám đông vô danh. Paulo chọn cách nhìn thúc đẩy ngài mở ra một khoảng cách giữa tin mừng và thế giới ngoại giáo. Được trình trẻ nhận xét. È co di una delle istituzioni più celebri del mondo antico, l'Areopago, egli realizza uno straordinario esempio di inculturazione del messaggio della fede. Ở trung tâm của một trong những tổ chức nổi tiếng nhất thế giới cổ đại, Areopago. Ngài thực hiện một ví dụ phi thường về việc hội nhập văn hóa xứ điệp đức tin. Ngài loan báo Chúa Giêsu Kitô cho những người tôn thờ thần tượng và ngài không làm bằng cách tấn công họ mà bằng cách trở thành Pontifice nghĩa là người bắt cầu. Bắt đầu từ bàn thờ của thành phố dành cho một vị thần vô danh. Có một bàn thờ ghi kính thần vô danh, không có hình ảnh nào, không có gì, chỉ có dòng chữ viết. Bắt đầu từ lòng sùng đạo đó để đồng cảm với người nghe, Phaolô tuyên bố rằng Thiên Chúa sống giữa các công dân và không trốn tránh những người tìm kiếm người bằng trái tim chân thành mặc dù họ dò dẫm tìm kiếm người. Đây chính là sự hiện diện mà Phaolô muốn bày tỏ. Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Để nói cho người dân Athena biết về canh tính của vị thần mà họ thờ lại, Thánh Tông Đồ bắt đầu từ công trình tạo dựng, nghĩa là từ đức tin trong Kinh Thánh về Thiên Chúa của Mạc Khải, để đi đến ơn cứu độ và phán xét, nghĩa là đi đến chính sứ điệp khi tôi giáo. Ngài tỏ cho thấy sự không cân xứng giữa sự vĩ đại của đấng tạo hóa và cách đền thờ được con người xây dựng, và giải thích rằng đấng tạo hóa luôn tìm cách để mọi người có thể tìm thấy người. Theo cách này, theo một câu nói rất hay của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Phaolô loan báo đấng mà con người không biết, dù thật ra họ biết, đấng không được biết, nhưng đã biết. Sau đó, Phaolô mời mọi người vượt qua thời gian không nhận biết và quyết định hoán cải vì ngày xét xử sắp xảy đến. Phaolô nói đến Kerisma, lời rao giảng tin khởi, và ám chỉ đến Chúa Kitô mà không trưng dẫn người, bằng cách xác định đó là người mà Thiên Chúa đã chỉ định để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Lời rao giảng của Phaolô cho đến lúc đó đã làm cho những người đối thoại nín thở để nghe, vì đó là một khám phá lý thú. Giờ đây gặp phải tảng đá, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là sự điên rồ và khơi dậy sự nhạo báng cũng như chế giễu. Phaolô sau đó đã bỏ đi, nỗ lực của ngài dường như đã thất bại nhưng ngược lại, một số người đã tin vào lời ngài và mở lỏng ra với đức tin. trong số này có một người đàn ông tên là Dionisio, một thành viên của Areopago, và một phụ nữ tên là Damadia cũng tại Athena. tin mừng đâm rễ và có thể được sướng lên với hai cung giọng của người nam và người nữ. cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu. chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta bắc những cây cầu với nền văn hóa với những người không có đức tin và với những người có đức tin khác với chúng ta luôn luôn xây dựng những cây cầu luôn luôn mở rộng bàn tay không có điều gì tấn kích chúng ta xin người ban cho chúng ta khả năng hội nhập văn hóa với sự tế nhị của suy điệp đức tin bằng cách nhìn những người chưa biết chúa kitô với đôi mắt chiêm niệm được hướng dẫn bởi tình yêu có thể đốt nóng ngay cả những trái tim cứng cỏi nhất cuối bài huấn triệu Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày liên đới với các giáo hội bị bắt hại, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hội đồng Giám mục Ba Lan tổ chức vào Chúa Nhật tới. Năm nay, sự trợ giúp tinh thần và vật chất được dành cho các kỳ tơ hữu ở Nam Sudan. Đức Thánh Cha nói, Cầu xin các hành động tương trợ cụ thể của anh chị em mang lại sự xoa dịu và giúp các anh chị em đang đau khổ vì Chúa Kitô tại nhiều miền trên thế giới. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc rằng trong tháng 11 này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đức Thánh Cha nói, được hướng dẫn bởi niềm tin vào sự hiệp thông của các thánh, anh chị em hãy cố gắng tiến thoát cho Thiên Chúa, đặc biệt trong thánh lễ, những người thân yêu, bạn bè và người quen biết của anh chị em đã qua đời và cảm thấy gần gũi với họ trong sự đồng hành thiêng liêng của giáo hội. Cuối cùng, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng tháng 11 trở nên cơ hội cho tất cả nhìn nhận lại ý nghĩa sự sống con người và sự sống vĩnh cửu. Ngài nói, cầu xin thời gian này khuyến khích chúng ta hiểu rằng sự sống có giá trị lớn lao nếu được sống như một hồng ân, không chỉ cho chính mình nhưng cho Thiên Chúa và tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. <laughs> Sunt et nos dimittimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos amado. Domino Hovisum, et cum Spiritu Tu, sit nome Domini Benedictum, ex hoc nunc edusque in seculo, aitorium nostrum in nomine Domini. vos Pater, et Filius, et Spiritus tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Lòng thương xót của Chúa dành cho người dân Kenya qua sự hiện diện của các tu sĩ dòng thánh Camilo. Càng cho đi nhiều bạn càng nhận được nhiều. Đây là khẩu hiệu của cha Emilio Padiana dòng thánh Camilo, truyền giáo tại Kenya từ 31 năm nay. Khẩu hiệu này cũng là quy luật sống có thể áp dụng ở mọi nơi, nhưng có lẽ nó trở nên rõ ràng hơn ở kia nha. Ngay tại nơi nghèo đói đang lan tràn, cha Palliana chia sẻ: "Ở vùng ngoại biên, tôi đã học được rằng không có gì có thể đoán trước được và mọi thứ phải được thực hiện cùng nhau, bằng cách trao cho mỗi người chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình. Bạn thực sự có thể sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc." Trước tiên, cha Baliana là một y tá trong bệnh viện truyền giáo Tapaka, giáo phận Kisi, và ngày nay là vị phụ trách của cơ sở truyền giáo của dòng thánh Camilo tại Karuku, giáo phận Homapay. Cha đã nhìn thấy cách rõ ràng kết quả sự quan phòng của Chúa, điều đã cho phép cha thực hiện nhiều dự án. Có ba tu sĩ dòng thánh Camilo hoạt động tại hai cơ sở ở trên bờ hồ Victoria, một bệnh viện 100 giường và trung tâm Dalakie dành cho trẻ mồ côi. Sida vẫn lây lan cho nhiều nạn nhân và phá tan các gia đình. Chỉ ở Karuku, 30.000 dân thì đã có 800 hóa phụ và 5.000 trẻ em mất cha mẹ vì Sida. Cũng nhờ sự hỗ trợ từ xa, nhiều thiếu niên đã có thể tìm một mái nhà để ngủ, một cái gì đó để ăn và một trường học. Tham gia tích cực vào công việc tái hòa nhập xã hội này, cũng có cộng đoàn trước đây thường có xu hướng loại trừ những người dương tính với HIV. Các tu sĩ dòng thánh Camilo bao gồm một tập sinh được mời gọi loan báo Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày thông qua công việc. Mặc dù nhiều người trong số 170 nhân viên chủ yếu thuộc giáo hội cơ đốc Phục Lâm và vẫn đang chờ đợi đứng cứu độ, nhưng về cơ bản là có sự tôn trọng lẫn nhau. Hoạt động chăm sóc trở thành một cơ hội đặc biệt để truyền giáo. Những lời giáo huấn của Thánh Camilo, người đã nhìn thấy Chúa Kitô đau khổ nơi những người bệnh tật, đến nỗi họ gọi là "Chúa của tôi và chủ nhân của tôi" vẫn còn sống động. Theo gương của đấng sáng lập, các nhà truyền giáo cố gắng chú ý đến cả nhu cầu tinh thần và thể xác. Chú trọng đến trường học bác ái đối với những người chia sẻ nhiệm vụ hỗ trợ. Sự hiện diện của các tu sĩ đã mang lại lợi ích to lớn. Tình hình xã hội đã được cải thiện kể từ khi họ đến. Cha Peliana kể: Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và đang làm việc với nhiều tổ chức đã đặt niềm tin của họ vào chúng tôi vì cách làm việc của chúng tôi, lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm y tế, nông nghiệp và giáo dục. Ngoài bệnh viện, nơi các tu sĩ cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản, có 3.500 bệnh viện điều trị chống virus chương trình lòng thương xót với sự cộng tác của các cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ, cung cấp trợ giúp tài gia với thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục, tư vấn và các hướng dẫn cần thiết để dùng các nguồn tài nguyên địa phương. Các tu sĩ Camilo hỗ trợ hơn 20 trường tiểu học trong cả 8 năm học với sự tham gia của 9.000 trẻ em. Tại trung tâm Dalakie, 60 trẻ mồ côi được tiếp đón, các tu sĩ cũng đã bắt đầu một dự án chăn nuôi gà với việc bán 600 đến 700 quả trứng mỗi ngày. với thư viện công giáo, các tu sĩ giúp đỡ các giáo sứ, trong khi qua việc xây dựng một cống dẫn nước, họ đã mang nước sạch đến làng Karuku Sori. không kể tất cả thời gian dành cho việc đào tạo giáo viên và phụ huynh vì Sida mà các em fiden Fay và Alfonso không còn cha và mẹ, nhưng các em có một cộng đồng bảo vệ chúng, giúp chúng phát triển và xây dựng một tương lai khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.